Hello các bạn, bên đây là chiếc Mitsu Xpander. Chiếc này thì mình đang chạy thử, tại vì anh chủ xe báo là chạy nghe nó kêu lụp cụp ở dưới gầm thôi các bạn. Thì anh cũng đi phục hồi thước lái rồi mà nó vẫn không hết nha. Mình đang chạy test thử cái xe đây để kiểm tra và cảm nhận được cái tiếng kêu ở chỗ nào nha các bạn. Cái này mình vô số, mình chạy số 1 hay là số 2 gì đó, mình mớm ra nó vẫn nghe kêu nha các bạn. Và mấy cái gờ ở phía trước á, nó vẫn kêu lập cập. Rồi, mình đã chạy thử xong rồi này. Lúc mà mình đề ba các bạn, số 1 nó vẫn nghe kêu nha. Nghe nó kêu cái phần đầu trước ha. Mình thả con ra sẽ nghe nó kêu nha các bạn. Nè. Rồi, ok, mình sẽ chạy về đây. Lúc mình đánh lái hả? Đúng rồi. Lúc mình đánh lái vẫn nghe nó kêu đúng không? Rồi nghe rồi. Nó kêu đều luôn á. Cái này kiểm tra sơ rồi các bạn, nó rồi đây nha. Phải cho xe lên khả năng rồi. Cái bánh bên đây thì rơ một cái rơ tinh chủ, rơ tinh cân bằng đấy các bạn, rơ tinh cân bằng này, cái này. Bên phần thước lái kiểm tra thì nó không có việc gì nha các bạn, nó không rơ nha. Thước lái còn tốt hơn các bạn. Ở bên đây thì nếu mà kiểm tra thước lái đó các bạn, thì mình sẽ rút cái chụp bụi ra nha, rồi lấy cái kèm chết đó, mình sẽ kẹp nó vô trong cái đầu rô tinh này nè, mình lắc, nếu mà nó rơ thì thước lái nó sẽ rơ nha. Còn cái này mình lắc là thước lái nó còn rất là chặt nha các bạn, nên cái phần thước lái thì không bị. Rồi mình đã siết lại cái con chỉnh rô tinh này các bạn. Cái con này nó bị lỏng nha, khi mà mình đánh trên lái nó sẽ va chạm như này, nó kêu nè. Cái này nó bị chảy cái phốt láp đó các bạn. Cái này mình sẽ rút cái láp ra thay cái phốt nha, mình chảy ướt hết rồi. Rồi. Phần gầm thì mình kiểm tra sơ qua rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay phốt lắp, rồi mình sẽ hạ xe xuống thử nha các bạn. Đã làm xong rồi hả các bạn? Mitsu Xpander kêu gầm ha. Thì cái này mình xử lý chạy bao em rồi, đã chạy thử rồi. Giờ rửa xe nữa. Rồi video đến đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.